Xin chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, thế giới động vật luôn chứa đựng rất nhiều điều thú vị, thách thức sự hiểu biết của con người, đặc biệt là trong vấn đề sinh sản để duy trì nòi giống. Trong suốt quá trình tiến hóa của lịch sử, các sinh vật trên thế giới đã sáng tạo ra các kiểu sinh sản vô cùng kỳ lạ và độc đáo. Thậm chí nó có thể khiến chúng ta phải ngạc nhiên thốt lên: cuộc sống thật vi diệu. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về 7 động vật có cách sinh nở kỳ lạ nhất hành tinh để xem đó là những loài động vật nào và chúng duy trì nòi giống của mình ra sao nhé. Bảy động vật có cách sinh nở kỳ lạ nhất hành tinh. 7. Cóc Suriname. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách sinh nở của loài cóc Suriname nhé. Loài cóc này còn được gọi là cóc tổ ong. Chúng sinh sống chủ yếu ở dưới nước, tại khu vực Nam Mỹ. Trên lưng chúng có những lỗ nhỏ như những lỗ tổ ong. Cóc Suriname nổi tiếng trong giới sinh vật bởi khả năng sinh sản độc nhất vô nhị. Đó là sinh con bằng da trên lưng cóc mẹ. Ban đầu, cóc cái đẻ trứng từ những lỗ nhỏ trên lưng của mình. Cóc đực bắt lấy những quả trứng này, thụ tinh cho chúng, rồi đặt trở lại trên lưng cóc cái. Trứng cóc Suriname sẽ nở ra trực tiếp những cá thể có đầy đủ bộ phận chân tay, chứ không chỉ là nòng nọc như những loài cóc khác. Cóc con ra đời sẽ chủ động đạp thủng lỗ lớp da đại lỗ trên lưng mẹ và bơi ra ngoài. Các bạn thấy sao về cách sinh sản này? Chưa hết đâu nhé, sẽ còn nhiều loài động vật khác khiến bạn phải há hốc ngạc nhiên vì cách sinh nở chẳng giống ai ở phần sau. Sáu, cá mập đầu búa. Nếu như phần lớn các loài vật trên thế giới đều cần có sự phối hợp giữa con đực và con cái cho việc sinh sản, thì ngược lại, vẫn có số ít loài động vật, giống đực, không có đất để dụng vỏ trong vấn đề duy trì nòi giống của mình. Chẳng hạn như loài cá mập đầu búa, đây là một trong những loài sinh vật biển đáng sợ nhất trên thế giới, và chúng có cách sinh sản cũng hết sức độc đáo, đó là sinh sản đơn tính. Những con cá mập đầu búa cái có thể sinh sản mà không cần đến những con cá đực. Đơn giản là vì con cá mập cái rất khó tìm được một con đực, vì trong đại dương bao la mà số lượng của chúng đang giảm đáng kể, nên hiện tượng sinh sản đơn tính đã dần hình thành, giúp cho loài động vật này tồn tại. Và các bạn có thể tưởng tượng, với khả năng nhân bản vô tính, điều này làm cho cá mập đầu búa trở thành mối đe dọa đáng sợ hơn trong môi trường biển hay không? Năm, cá ngựa. Trong danh sách hôm nay chắc chắn không thể thiếu loài cá ngựa, bởi đây là động vật có sinh nở kỳ lạ nhất hành tinh. Và nếu có danh hiệu dành cho những ông bố đặc biệt thì cá ngựa chắc chắn là loài giành chiến thắng. Bởi cá ngựa sinh con theo một cách hết sức kỳ lạ, con đực giữ vai trò mang thai và ấp trứng. Con cá đẻ trứng vào cái túi trước bụng con đực. Trứng sau đó sẽ được thụ tinh, sau khi nhúng vào thành túi, cá ngựa đực cung cấp trứng với prolactin, cùng loại hormone chịu trách nhiệm sản xuất sữa ở động vật có vú. Cá túi cung cấp oxy cũng như một vườn ươm môi trường được kiểm soát. Ngoài ra, những con cá ngựa đực còn đóng góp thêm các chất dinh dưỡng để cá ngựa con phát triển bằng cách tiết chúng vào túi ấp trứng để phôi hấp thụ. Khi cá ngựa con nở, chúng vẫn ở trong túi ấp và tự bơi ra ngoài khi trưởng thành. Có lẽ đây chính là phiên bản khi người đàn ông có bầu trong thế giới động vật. Bốn, cá ăn thịt sống. Loài cá ăn thịt sống với cách sinh sản không đồng hàng với bất kỳ loài nào trong giới tự nhiên. Loài cá này sinh sống chủ yếu ở vùng biển ngoài khơi Malaysia. Sau khi trứng được thụ tinh, cá đực sẽ ngậm những quả trứng vào trong miệng của mình để bảo vệ những đứa con chưa chào đời khỏi kẻ thù. Cá đực đảm nhiệm quá trình ấp trứng bằng miệng trong nhiều tuần. Điều đặc biệt là trong suốt thời gian ấp trứng, cá đực thậm chí phải nhịn ăn hoàn toàn cho đến khi trứng nở thành cá con. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bật mí với các bạn là mặc dù cá đực không ăn trong thời kỳ ấp trứng, nhưng một số nghiên cứu khoa học phát hiện thấy rằng có tới 30% trứng trôi vào bụng của cá đực. Đây là lý do loài cá này được gọi là cá ăn thịt. Ba, thú mỏ vịt đẻ trứng.
Hình dáng của thú mỏ vịt rất đặc biệt, miệng của nó giống như miệng vịt, đuôi giống đuôi cá và chân thì lại như chân ếch. Điều làm các bạn không thể ngờ tới, thậm chí là kinh ngạc, bởi thú mỏ vịt tuy là động vật có vú, nhưng chúng lại đẻ trứng thay vì đẻ con. Thú mỏ vịt một lần có thể sinh 1 đến 3 quả trứng, trứng qua 10 ngày ấp, con sẽ được nở ra, con của thú mỏ vịt mới nở dài 2,5 cm. Tuy là động vật có vú, nhưng thú mỏ vịt cái lại không có vú, chính vì vậy nên sữa chảy ra từ phần bụng. Khi cho con uống sữa, thú mỏ vịt mẹ sẽ nằm ngửa bụng lên trời, thú mỏ vịt còn trèo lên trên mình mẹ liếm thức ăn. Đây là một điểm khác biệt của thú mỏ vịt trong việc thực hiện nhiệm vụ duy trì nòi giống của mình. Hai, con tatu. Những con tatu sống trong hang dưới lòng đất và ngủ tới 16 giờ một ngày. Chúng có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Toàn bộ phần lưng con tatu đều bọc một lớp vỏ bằng chất sừng. Lớp này gồm một mảng ở đầu và hai mảng lưng. Giữa hai lớp sừng được nối với nhau bằng những chiếc vỏ nửa vòng tròn, giúp chúng có thể cuộn tròn hay quay sang ngang. Giống như một số loài động vật có vú khác như gấu và lửng, tatu có khả năng trì hoãn và giữ một phôi thai trong trạng thái ngủ đông, không hoạt động cho đến khi có điều kiện thuận lợi cho việc mang thai. Mặc dù thời gian mang thai chỉ mất khoảng 4 tháng, nhưng vì sự chậm trễ, khi chọn điều kiện mang thai nên phải đến 8 tháng sau khi giao phối, những con non mới được sinh ra. Với cách thức sinh sản có thể chọn lựa thời điểm như thế này, nên tatu được xếp vào những loài động vật có cách sinh sản kỳ lạ nhất hành tinh. Một, voi. Các ông bố chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được cảm giác mang nặng đẻ đau, chiến thắng 10 ngày của những bà mẹ. Nhưng có lẽ các bà mẹ cũng chưa chắc đã hiểu được hết cảm giác thai nhi lớn lên trong bụng suốt 2 năm ròng. Thật vậy, nếu bạn nghĩ rằng mang thai chiến thắng 10 ngày đã là một điều gì đó thật lớn lao, thì bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết có một loài động vật phải mang thai tới 2 năm. Con số nghe thật kinh khủng đúng không nào? Và loài vật này chính là loài voi, rất thân thuộc với chúng ta đúng không nào? Thời gian mang thai của voi lên đến 23 tháng, dài nhất trong số các loài động vật sống trên mặt đất. Đặc biệt hơn, một con voi con vừa mới sinh đã nặng tới khoảng 120 kg. Voi cũng là con vật trên cạn có bộ não lớn nhất, vì vậy chúng rất thông minh. Giờ thì nếu có đi sở thú, các bạn đã có đôi chút kiến thức để giới thiệu đôi nét về loài voi với con em của mình rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn thấy nội dung hôm nay thế nào? Nếu biết thêm nhiều loài động vật nào có cách sinh nở kỳ lạ, hãy comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo nhé. Nếu thích video, hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Điều cuối cùng, chúng tôi luôn nhắc các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.